Vâng, và chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty G-Music. Mình là Nguyễn Thịnh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai đồng loa được anh em săn đón có từ Nedimium của BNC Speaker, đó là 15NDL76 và 15NDL88. Và đây là hộp của hai thùng loa 15NDL76 và 88. Phía mặt trước các bạn lưu ý là sẽ có dán keo có logo của BNC Speaker, có tem 7 màu, có series và lô của nhà sản xuất. Bên hông cũng có tem của nhà nhập khẩu. Phần này các bạn có thể tra ở trên kênh website của BNC Speaker. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp. Khi mở hộp của 15NDL76, các bạn sẽ thấy một lớp đai có in logo của BNC Speaker. Và mình vừa mở hộp của hai model này ra, các bạn có thể thấy hình dáng của cái khung loa này có dáng bo tròn. Vật liệu của hai khung loa này là nhôm và thường được mọi người nói là khung xương cá. Đó. Các bạn lưu ý ở phía bên trong sẽ có tem 7 màu. Phía tem 7 màu sẽ có số series trùng với lại ở trên thùng loa. Và phần phía mặt trước, phần mũi loa được quy định bởi côn loa. Ở đây có hai mẫu, côn 76 và côn 88, thì tương ứng với kích thước của mũi loa. Phía mặt trước, màng loa được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh, được sơn một lớp sơn phía mặt trước và phía mặt sau để chống nước, gồm có 3 gân loa. Phía mặt sau và phần côn loa được gắn liền với lại phần mạng nhện. Thì lớp mạng nhện hay còn gọi là spider, thì mạng nhện của sản phẩm 76 sẽ có một lớp và 88 sẽ là hai lớp. Và phần mạng nhện làm bằng vật liệu là silicon. Đây là một vật liệu có tính ứng dụng rất là cao cho khả năng chống chịu nhiệt và sức bền bỉ khi hoạt động ở thời gian dài, chịu được công suất lớn. Thì 15NDL76 cho tiếng ca có công suất khởi chạy là 500W tới 1000W. 15NDL88 có công suất từ 700 đến 1400W. Với tiếng ca thì 15NDL76 có dải tần từ 40 đến 2000Hz, còn 15NDL88 có dải tần từ 45 đến 3000Hz. Và vừa rồi mình đã giới thiệu về hai cái mẫu loa 4 tấc từ Neo này, thì tính ứng dụng của nó có thể áp dụng cho loa monitor, loa đơn, loa đôi, rap, loa karaoke để tạo ra được một chất âm tốt cũng như là đồng bộ một setup. Thì các bạn nên ghép với những loại chép của BNC Speaker 450 và 750. Các bạn hãy cho chúng tôi một like, một subscribe hoặc là để lại số điện thoại dưới comment. Các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline 0938 096 600 hoặc 0987 247 103. Liên hệ chúng tôi qua website gmusic.com.vn hoặc địa chỉ số 649 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. See ya!